Ayo, chúng ta đang cùng đến với một tựa game mà trong đó chúng ta có thể hóa thân thành rất nhiều thể loại Spider-Man ở đây. Chúng ta có Spider-Man đen, chúng ta có Spider-Man tím, chúng ta có Spider-Man đỏ và chúng ta có Spider-Man phiên bản bình thường. Sau đó chúng ta có phiên bản Venom các bạn ơi. Và bên này, ôi trời ơi, phiên bản gì đây trông ngầu quá. Phiên bản Spider-Man màu trắng các bạn ơi, rất ngầu nhưng mà được rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu hóa thân thành Spider-Man bình thường. Ok, như các bạn có thể thấy đấy, tôi đang là một người nhện Spider-Man, trông ngầu quá. Được rồi, ngoài những cái tính năng như là chúng ta có thể hóa thân thành rất nhiều thể loại Spider-Man thì chúng ta còn có thể tấn công như thế này. Bây giờ tôi đang có tơ nhện các bạn ơi, ví dụ như bây giờ tôi sẽ tấn công một người chẳng hạn, tôi sẽ tấn công như thế này. Ok, ok, tôi sẽ sử dụng tơ nhện để có thể phóng. Đâu rồi, chúng mày đâu rồi, lại đây. What? Ủa, nó rơi xuống à? Tôi vừa kéo nó rơi xuống vực rồi. Tuyệt vời. Mày mới vào phải không? Tao sẽ kéo mày. Tôi sẽ kéo bạn. Oh god. Ui, oh. Ngoài những cái việc mà chúng ta có thể hóa thân thành rất nhiều thể loại Spider-Man và chúng ta có thể tấn công người khác thì chúng ta có một cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ ngồi lên chiếc xe đẩy này. Sau đó chúng ta sẽ đi theo đường ray và cuối cùng chúng ta sẽ đi vào cái đầu Venom trên kia và đi qua một chiếc búa. Các bạn ơi, chúng ta sẽ vượt qua chỗ này. Sau đó chúng ta sẽ đi qua đường ray và đến cuối cùng là chúng ta sẽ đi vào miệng của Spider-Man bình thường các bạn ơi. Nhưng mà trong miệng của Spider-Man có rất nhiều những thứ gọi là kỹ năng, rất nhiều những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng được, nên là chúng ta chắc chắn sẽ đến đó ngay bây giờ. Wow, tại sao tôi lại nằm ngửa như thế này? Oh my god, đứng dậy nào. Ok, hoàn toàn ổn thôi các bạn ơi. Ngay bây giờ tôi sẽ nhảy vào một chiếc xe với bạn gái này. Ngay bây giờ. Ok, chúng ta cùng đi nào. Ngồi xuống nào. Ôi, thôi, chờ tôi nào. Ngồi xuống đi bạn ơi. Ok, chúng ta đã ngồi vào rồi. Bắt đầu đi nào. Ai kéo tôi ra ngoài đây? Chiếc xe của chúng ta văng ra khỏi đường ray rồi. Chật khỏi đường ray rồi. Được rồi, trở lại đi. Văng đi đâu đây? The next day. Chiếc xe của chúng ta đang xoay. Chóng mặt quá. Được rồi, hãy quay trở lại đất liền đi. Được rồi các bạn ơi, khi mà tôi bị rơi xuống dưới thì tôi sẽ trở về với hình dạng ban đầu như thế này. Không có một bộ quần áo nào trên người cả, trông khá khăm đấy. Được rồi, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ khỏe khoắn hơn, nên là tôi sẽ chọn Venom các bạn ơi. Đây này, ngầu chưa? Nên là tôi sẽ tấn công tất cả mọi người ở đây. Mày đứng đấy làm gì đấy? Phóng tơ. Tôi sẽ phóng tơ. Ôi, nó kéo tôi lên sao? Oh my god. Ôi, nó mạnh thực sự luôn các bạn ơi. Ôi, tôi đang điều khiển người khác, tôi đang xoay người khác trên trời. Chắc nó chóng mặt lắm. Ui, rơi xuống luôn rồi. Tôi sẽ trở thành một phiên bản khác. Phiên bản đội nón này, hoodie này, trông có ngầu hơn không? Ôi trời ơi, tôi không thể các bạn ơi, tại vì tôi chưa có Robux. Màu trắng này thì sao? Ôi, cũng chưa được các bạn ơi. Được rồi, tôi sẽ chọn màu đỏ. Được rồi, trông hơi quái đản một tí, hơi quái dị, trông hơi giống tiến sĩ đúng không? Nhưng mà tôi vẫn có tơ nhé, tôi sẽ phóng tơ ngay bây giờ. Các bạn ơi, đừng lên xe, xuống xe ngay bây giờ. Chúng ta phải nghiêm túc hơn. Chúng ta phải trở thành một Spider-Man chính nghĩa. Đây, bây giờ tôi là Spider-Man nhưng mà tôi không muốn tấn công người khác nữa. Tôi muốn lên những cái xe trượt này. Có thể đi một cách bình thường không? Tôi muốn đến cái đầu của Spider-Man. Các bạn ơi, đâu rồi? Ngay trên này thôi. Ui, có rất nhiều người đang bắn tơ phía bên trên kia. Được rồi, chúng ta sẽ lên xe. Cho tôi đi với. Oh god, được rồi, chúng ta sẽ đợi một chuyến xe. Ôi, có xe rồi. Đợi tôi. Ok, ui, chúng ta giống nhau quá. Chúng ta đang ngồi trên một chuyến xe, đi nào bạn ơi. Ui, đừng, chúng mày đừng dính vào với nhau như thế được không? Dính rồi. Tách ra đi. Trời ơi, lật xe luôn rồi. Ngồi trong đấy làm gì nữa, ra khỏi xe. Bên này là cái gì đây? Chúng ta có thể mua vũ khí bên này các bạn ơi. Chúng ta có đám mây à? Chúng ta có thể mua đám mây không? Cần Robux các bạn ơi. Súng, chúng ta có thể mua súng luôn. Nhưng mà tôi chưa có tiền. Thì không sao đâu. Tôi sẽ muốn trở thành một phiên bản Spider-Man khác. Màu tím đi, tôi chưa thử màu này. Ô, nhưng mà trong khi tôi đang
có một bộ trang phục này thì tôi không thể đổi qua trang phục khác. Được rồi, lên xe. Xe này của tôi đấy. Được rồi, chúng ta sẽ đi với một cô gái, một bạn gái. Bắt đầu đi nào, đừng phá đám nhá. Nó thật sự khó các bạn ơi, và chúng ta đang bị úp như thế này. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu hóa thân thành người khác. Sau đó tôi sẽ thử bấm vào cái giỏ hàng cầu vồng để xem là nó có cái gì nào. Chúng ta có gì trong giỏ hàng cầu vồng đây? Tôi sẽ phải bấm nút đúng không? Ok. Đòn bẩy bị hư hỏng là sao? Giỏ hàng cầu vồng đâu? Mở ra. Chiếc xe màu đỏ đây, không quan tâm đâu. Đi nào, bật nút. Ok, ok, chúng ta đang bắt đầu di chuyển đấy. Tuyệt vời. Ui, cái thằng màu đỏ đằng sau nhá. Mày đừng có phá đám nhá. Dừng lại ngay đi nhá. Tôi đang bình yên với bạn của tôi đây này. Nhá, đừng phá đám. Được rồi, chúng ta đang bắt đầu đi các bạn ơi. Và cái anh bạn, trời ơi, nó giành chỗ. Đừng nhá. Ok, chúng ta đang khá thuận lợi các bạn ơi. Hy vọng bên dưới không có ai phóng tơ lên. Được rồi, khá an toàn thôi. Chúng ta đang trên con đường đến với cái đầu Venom bên kia. Khi mà chúng ta vượt qua cái đầu này thì chúng ta sẽ đến được với người nhện. Và trong người nhện này sẽ có rất nhiều những thứ mà chúng ta sẽ cần phải khám phá. Có rất nhiều kỹ năng hay ho. Được rồi, there we go. Nhanh lên, chúng ta có thể tăng tốc hơn không? Cái thằng đằng sau nó cứ đi theo, nó muốn phá đám à. Tăng tốc lên. Ok, ok, bật nút tăng tốc. Ok, bấm thêm đi, bấm thêm nút đỏ đi. Ok, ok, bấm liên tục, bấm non-stop. Ok, chúng ta... Ôi! Ôi, trời ơi, tôi vừa đi qua cái đầu Venom một cách cực kỳ an toàn và không có vấn đề gì. Tuyệt vời quá. Nhanh lên nào. Ui, anh chàng đấy đi bộ theo sau luôn ấy. Ui, rồi anh thực sự mỏi chân không? Không mỏi đúng không? Cứ chạy theo đi nhá. Oh god. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải bấm nhanh hơn. Chúng ta sẽ phải bấm cho cái xe này nó chạy nhanh hơn để không có ai đuổi theo. Ôi, đừng bấm dừng. Tiếp tục đi. Tôi bấm nhầm thôi nhá. Ôi, anh chàng màu đỏ đấy đuổi kịp rồi. Bấm đi đi. Ơ kìa, tôi bấm rồi. Đồ đáng ghét. Trời ơi, bấm nhầm nút phát rơi luôn xuống dưới rồi. Chúng ta phải hết sức cẩn thận thôi. Khi mà chúng ta đạt đến một cái tốc độ rồi thì tôi nghĩ là chúng ta không nên bấm nút gì cả. Được rồi, hãy tiếp tục đi nào. Tôi phải làm được, chúng ta phải đến bằng được Spider-Man. Lên chiếc xe màu xanh đi. Ok, bấm nút chạy nhanh lên. Không nó... Ok, ok, tuyệt vời. Tuyệt vời quá anh bạn à. Chúng ta cùng đi nhá. Ok, không một ai phá đám chúng ta lần này đâu. Chúng ta sẽ về đích an toàn. Ui, có một số thằng bên dưới nó đang phóng tơ kìa các bạn ơi. Hãy hết sức cẩn thận nhá. Tăng tốc lên. Non stop, click. Ôi. Ok, tiếp tục. There we go. Oh my god. Nhanh lên. Nhanh lên nào, chỗ nguy hiểm nhất của chúng ta là cái đầu Venom đấy. Bởi vì cái đầu đấy đang cầm búa và giáng xuống các bạn ơi. Ok, ui, cái chỗ này tàng hình à? Sao mờ thế nhở? Trời ơi, được rồi, không sao đâu. Có một số đoạn khá ngoằn nghèo, nhưng mà không sao. Ui trời ơi, nó phóng tơ lên kìa, nó bay lên tận cái đầu Venom, nhưng mà không sao đâu. Tiếp tục tăng tốc, ok. Ui, tí nữa thì bị đập rồi. Ok, rất an toàn các bạn ơi, tôi nghĩ là tôi sẽ không phải bấm nút gì nữa. Nếu như mà tôi cứ bấm nút lung tung thì chúng ta sẽ bị lật xuống đấy. Ok, đoạn này hơi cong đấy. Cẩn thận nhá. Ok. Ơi, anh bạn sao rồi? Khỏe không? Anh bạn đang làm gì đấy? Okay. Chúng ta ổn mà đúng không? Ok, anh bạn Kailas 1216. Được rồi, chúng ta đang trên con đường chinh phục Spider-Man và những kỹ năng bất ngờ. Được rồi, there we go. Không biết khi nào đến đây các bạn ơi, con đường còn khá là xa. Cảnh báo, bạn đang bước vào khu vực gì đấy, khu vực nguy hiểm à? Không sao đâu, không quan tâm. Chúng ta cứ cố gắng. Ok, chúng ta đang bước vào một cái vòng xoay cực kỳ là lặp lại. Lặp đi lặp lại và chúng ta sẽ đến một cái vòng xoay khác ở phía trên này. Không sao đâu, sau đó tiếp tục là vòng xoay. Rất nhiều vòng xoay, trời ơi, không biết khi nào mà đến nơi. Nhưng mà chúng ta đang chinh phục nó. Hãy cố gắng lên. Ok, chúng ta có thể đi nhanh hơn được không bạn ơi? Tôi sợ khi mà tôi bấm đi nhanh hơn thì tôi sẽ bấm nút dừng lại và sau đó chúng ta sẽ rơi xuống. Điều đấy thật sự ám ảnh đấy, không tốt đâu. Cố lên. Hãy đi hết sức bình thường thôi, không cần bấm bất cứ một nút gì khác cả. Ok, tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến được thôi. Lần này khá an toàn các bạn ơi, không một ai phá đám cả. Ok, tuyệt vời. Và phía trên chúng ta cũng có hai chiếc, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh các bạn ơi. Nhưng mà họ đi một mình, không đi giống chúng ta.
chúng ta đi hai mình nhỉ? Ok, tuyệt vời. Ui, cái gì đây? Chúng ta có lucky block này các bạn ơi. Chúng ta có khối may mắn ở đây. Chúng ta có mở được cái này không? Ôi, không mở được. Vì ui, chúng ta đang chuẩn bị đâm vào một thằng. Tôi phải giảm tốc độ ngay bây giờ. No way. Giảm tốc độ, ok. Giảm tốc độ. Thật sự giảm tốc độ đi, không dính vào nhau đấy. Dính vào nhau là rơi xuống đấy. Đừng. No way, ok, nó tách ra rồi các bạn ơi. Run rẩy quá. Được rồi, chúng ta có hạt nhân miễn phí. Không biết để làm gì nhưng mà được rồi, 3 phút nữa thì chúng ta sẽ mở được quả bom hạt nhân này. Có lẽ là chúng ta sẽ dùng quả bom này để đánh những người khác, hoặc là để nổ bom, để gãy hết những cái đường dây này. Hãy nhìn này các bạn ơi, chúng ta đã vượt qua một con đường cực kỳ dài, cực kỳ ngoằn ngoèo, cực kỳ khó khăn. Và chưa kể là còn những rất nhiều người khác, người ta còn tấn công chúng ta nữa, mà chúng ta đã đến được vị trí này rồi. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời các bạn ơi. Ok, chúng ta đang hết sức yên bình thôi, bởi vì ban nãy tôi có chỉnh tốc độ của chúng ta giảm xuống. Và bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên tăng tốc lên nào anh bạn ơi. Ok, hơi rung nhá. Ok, tăng tốc lên. Tăng tốc lên, tiếp tục. Non stop click. Ok. Ok. Hơi rung đấy, mỗi lần mà chúng ta xoay vòng thì chúng ta hơi rung một chút, không sao đâu. Cố lên. Cố lên nào, there we go. Ui, khá xa đấy các bạn ơi. Nãy giờ chúng ta đi bao lâu rồi mà vẫn chưa đến. Nhưng mà ngay trước mặt chúng ta thôi. Nhanh lên. Ui, lại dính rồi. Cái thằng màu xanh đây, chúng ta phải giảm tốc độ một chút. Không thì sẽ nguy hiểm mất. Giảm tốc độ đi anh bạn ơi. Rồi, thằng kia mày chạy nhanh hơn đi. Đừng để chúng ta rơi xuống. Tôi rất sợ bấm vào cái nút dừng lại. Nhưng mà không sao đâu, cố gắng bấm vào cái nút giảm tốc độ đi. Đừng dính vào. Tách ra rồi. Tuyệt vời quá. Được rồi, lại tăng tốc lên một chút đi. Ok, thật tuyệt. Tôi rất sợ dính. Ui, thằng đấy đâu rồi? Ui, nó rơi xuống rồi à? Thật nguy hiểm các bạn ơi. Chúng ta không biết là chúng ta sẽ rơi xuống khi nào đâu, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng. Chúng ta có thể tăng tốc hơn một chút không? Tôi muốn về đích nhanh hơn. Ok, tăng tốc. Ok, cố lên, không sao đâu. Kalai 1216, không sao đâu bạn ơi. Chúng ta sẽ về đích. Hình như là chúng ta chỉ cần vượt qua chỗ này, sau đó đi qua chỗ này và chỗ này thì chúng ta sẽ về đích các bạn ơi. Và chúng ta sẽ đi đường thẳng như thế này và về đích. Ok, cố lên, there we go. Ui, chúng ta có một hộp may mắn ở đây. Chúng ta có thể mở nó không? Mở nó không? Ui, khối may mắn đây. Tôi sẽ bấm số 2 để mở nó ngay bây giờ. Ok, ơi. Ok, mở đi. Ôi, bạn đã nhận được một Gravity Cloy từ Lucky Block. Là what sao? Tiếp tục mở hộp này. Không mở được à? Gravity, tôi có một kỹ năng đây các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn thấy số 2 này. Không biết kỹ năng gì, có lẽ là kỹ năng phóng tơ điên cuồng hơn thế phải. Được rồi, không sao đâu, dù sao thì... cái gì đây? Ui, chỗ này vô hình nhỉ? Giật mình. Ôi, nó khiến tôi sợ. Scared me. Không sao đâu, cố lên. Sắp đến nơi rồi, chúng ta chỉ cần qua chỗ này, sau đó qua chỗ này là chúng ta đến nơi rồi các bạn ơi. Không quan tâm đâu, tiếp tục đi. Tăng tốc lên một chút được không? Đòn 7 bị hỏng, nó sẽ tự sửa trong 1 phút. Ok, không vấn đề nhá. Ôi trời ơi, giảm tốc độ. Ok, giảm tốc. Ok, ui trời ơi. Trời ơi, tôi bấm vào nút dừng. May quá, không sao. Giảm tốc độ một chút anh bạn ơi. Nhưng mà không hiểu sao tôi không giảm được tốc độ. Ui, giảm được rồi. Ui, đừng dính vào nhau nhá. Ui, bạn tóc vàng đi xe màu đỏ, suýt nữa thì chúng ta tống trúng rồi. Lo lắng quá. Được rồi, tôi vừa mở hộp may mắn và chúng ta có tiếp một kỹ năng, đó là tăng tốc các bạn ơi. Tuyệt vời. Sắp đến rồi các bạn ơi, chỉ còn một quãng đường ngắn ngủi nữa thôi là chúng ta đã được mở khóa các kỹ năng cực kỳ đặc biệt trong phòng, trong miệng của Spider-Man rồi các bạn ơi. Cố lên, there we go. Oh my god. Ui, bạn màu đỏ đấy đi cực kỳ nhanh đấy. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải tăng tốc lên một chút. Ok, không sợ dính đâu, bởi vì bạn ấy đã đi cực kỳ xa rồi. Oh my god. Ok, đâu rồi? Trên đó rồi các bạn ơi. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Chỉ cần đi qua cái vòng lặp này nữa thôi là chúng ta sẽ đến nơi ngay lập tức. Tôi hào hức quá các bạn ơi. Được rồi, chúng ta phải tăng tốc mới được. Tăng tốc lên, bấm nút tăng tốc. Thank you.
Cố lên nào, sắp đến rồi các bạn ơi. Qua đường này, qua vòng này, chúng ta sẽ đi lên con dốc này. Oh my god, hào hứng quá các bạn ơi. Không biết bên trong có gì, chắc chắn là có kỹ năng đặc biệt rồi chứ có gì nào. Ok, cố lên, sắp đến rồi các bạn ơi. Chỉ cần đi thẳng nữa thôi. Vòng qua đây và đi thẳng các bạn ơi. Hãy nhìn phía trước mặt chúng ta, chính là Spider-Man khổng lồ đấy. Và bên trong Spider-Man khổng lồ có cực kỳ nhiều kỹ năng. Hãy vào nhanh lên. Nhanh lên nào, tự nhiên chậm thế. Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Non stop tăng tốc. Ok, ok, tăng tốc. Ok, tiếp tục. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Nhảy vào. Nhanh lên, đừng rơi xuống nhá. Nhanh lên, vào đi. Chúng ta có gì ở đây? Được rồi, tôi đến rồi, không quan tâm đâu. Chúng ta có một chiếc xe gì đây? Cái đây, cái này cho tôi nhá. Dùng được chiếc xe này không? Không biết nữa. Nhưng mà được rồi. Kỹ năng gì? Kỹ năng gì đây? Kỹ năng thứ hai. Tôi có chiếc lò xo trên tay. Sau đó chúng ta làm gì? Tôi nhảy cao hơn với chiếc lò xo này. Được rồi, để xem kỹ năng thứ ba là gì đây. Đúng rồi, tôi chạy nhanh hơn các bạn ơi. Tuyệt vời, kỹ năng thứ năm là gì? Kỹ năng thứ năm là gì? Có vẻ giống kỹ năng thứ hai. Không có gì thay đổi các bạn ơi. Được rồi, để xem chúng ta còn có gì ở đây nào. Chúng ta có các khối màu này thì sao? Con đường màu hồng. Con đường màu xanh. Tuyệt vời. Oh my god, tôi đang tạo nên con đường các bạn ơi. Ok, tôi đang vẽ đường để chúng ta có thể lên trời. Tuyệt vời quá. Con đường màu hồng đi. Con đường màu xanh đi. Số 8. Ok, tạo ra con đường màu xanh các bạn ơi. Ok, tôi cao hơn tất cả mọi người. Tôi cao nhất chỗ này. Tuyệt vời quá. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã trở thành Spider-Man. Chúng ta đã có rất nhiều kỹ năng các bạn ơi. Chúng ta có hàng loạt những kỹ năng đỉnh cao ở đây. Và cảm ơn các bạn đã xem. Ngay bây giờ tôi đã rơi xuống rồi. Trời ơi, ai đã đẩy tôi xuống. Nhưng mà không sao đâu. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy bấm đăng ký ngay bây giờ nào.